chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta trên hành tinh vĩ đại này là những đại dương sâu thẳm rộng lớn với làn nước mát lạnh khung cảnh yên bình và những bí ẩn ẩn dấu của chúng có một đại dương khác lớn hơn nhiều so với các vùng nước vật lý của trái đất này đó là đại dương của ý thức tâm linh đang chờ được khai thác trong mỗi chúng ta nó nằm bên trong đang chờ được khám phá nó ở đó cho tất cả những ai tìm kiếm nó hầu hết chúng ta đều nhận thức được cơ thể của mình về những suy nghĩ lướt qua tâm trí và về thế giới xung quanh đây được gọi là ý thức cơ thể hoặc ý thức vật chất nhưng chúng ta còn hơn cả thể xác và tinh thần. Chúng ta thực sự là một linh hồn, một thực thể có ý thức sống trong cơ thể. Linh hồn là sức mạnh làm sống động cơ thể. Ý thức này ở cấp độ linh hồn, độc lập với cơ thể và tâm trí của chúng ta, được gọi là ý thức tâm linh. Khi chúng ta khai thác vào ý thức tâm linh của mình, chúng ta trải nghiệm những phẩm chất của ý thức tâm linh. Ý thức tất cả, tình yêu, hòa bình, thống nhất, hạnh phúc và tự do khỏi sợ hãi. Bất cứ ai từng trải qua ý thức tâm linh đều đã nói về việc tiếp xúc với tình yêu thiên liên. Vũ trụ là tình yêu. Linh hồn chúng ta có cùng bản chất với vũ trụ là tình yêu và con đường trở về với vũ trụ là qua tình yêu đại dương của ý thức tâm linh là đại dương của tình yêu thật khó để chúng ta hiểu được điều này bởi vì chúng ta là con người nghĩ về tình yêu theo một nghĩa hạn hẹp chúng ta có thể đánh mất tình yêu của mọi người trên thế giới nhưng chúng ta được duy trì bởi một tình yêu cao cả và lâu dài hơn nhiều tình yêu thiêng liêng của vũ trụ bao trùm chúng ta từ bên trong khi chúng ta khai thác ý thức tâm linh của mình chúng ta không chỉ trải nghiệm tình yêu thương bản thân mà còn mở rộng khả năng yêu thương người khác trong chính mình trong khi bây giờ danh sách những người chúng ta yêu có thể ngắn chỉ bao gồm vợ hoặc chồng bạn đời các thành viên gia đình và bản thân của chúng ta thì danh sách sẽ phát triển để bao gồm mọi người trong tạo vật và thậm chí mọi sinh vật trong tạo vật. Một khía cạnh khác của ý thức tâm linh là trí tuệ. Chúng ta chỉ cần nhìn vào công nghệ của chúng ta ngày nay. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta rất tiên tiến. Nhưng đó chỉ là một khởi đầu nhỏ cho những gì nhân loại sẽ phát triển trong tương lai. Nếu chúng ta nhìn vào Internet, chúng ta thấy rằng tất cả thông tin đều có sẵn cho chúng ta bằng cách đăng nhập vào các trang web khác nhau. Máy chủ lưu trữ tất cả các trang web là một kho lưu trữ tất cả thông tin. Bằng cách đăng nhập, chúng ta truy cập tất cả thông tin chúng ta muốn. Vũ trụ giống như một máy chủ khổng lồ lưu trữ tất cả các linh hồn hoặc trang web của cá nhân chúng ta. Như vậy, mọi kiến thức về chúng ta đều được vũ trụ biết vũ trụ cũng có thể đồng thời biết những gì đang xảy ra với mỗi chúng ta vào mỗi giây cùng một lúc khi chúng ta khai thác ý thức tâm linh đó và hòa nhập vào đại dương của vũ trụ chúng ta cũng có quyền truy cập vào tất cả ý thức một khía cạnh khác của ý thức tâm linh là tự do khỏi sợ hãi điều mà hầu hết chúng ta sợ nhất là gì hầu hết mọi người đều sợ hãi cái chết họ coi cái chết là dấu chấm hết cho sự tồn tại của họ ít người nhận ra rằng cái chết chỉ là một sự chuyển đổi từ thế giới vật chất này sang một lĩnh vực tồn tại khác chỉ bằng cách nâng cao ý thức của chúng ta lên một cấp độ tâm linh chúng ta mới khám phá ra rằng chúng ta tồn tại ở cấp độ linh hồn ngay cả khi không có cơ thể vật chất cơ thể con người này chỉ là một lớp bao phủ linh hồn nếu chúng ta có thể nâng cao ý thức của mình chúng ta có thể khám phá ra danh tính thực sự của mình bằng cách đạt được ý thức tâm linh chúng ta cũng có thể trở nên không sợ hãi hòa bình là một đặc điểm khác của ý thức tâm linh trong thế giới này chúng ta phải đối mặt với nhiều xáo trộn xung đột đau đớn bệnh tật và đau khổ ít ai sống ngoài đời mà không trải qua những giây phút căng thẳng và đau đớn nhưng ở cõi tâm linh bên trong tất cả đều là hòa bình lý do chúng ta thiếu hòa bình trên thế giới này là do bản ngã và ham muốn của chúng ta thế giới cung cấp vô số cám dỗ phiền nhiễu và hấp dẫn tâm hồn của chúng ta bị lu mờ bởi tâm trí của chúng ta bị lôi cuốn vào thế giới bên ngoài khi nó bắt đầu khao khát những thứ tạm thời của thế giới này nó sẽ hướng đến sự thất vọng không có vật chất nào trên đời này là trường tồn tất cả chỉ là nhất thời thời điểm chúng ta đặt hy vọng vào một thứ gì đó dễ thay đổi chúng ta đã tự đặt cho mình sự thất vọng và đau đớn khi đánh mất nó sự bình an thực sự duy nhất có được khi chúng ta vươn lên một tầm cao của ý thức tâm linh chúng ta tìm thấy một vùng vĩnh cửu của tất cả niềm vui và hạnh phúc nếu chúng ta muốn trải nghiệm hòa bình thực sự trong cuộc sống của mình chúng ta cần phải nhìn vào chính mình hòa bình bắt đầu trong chúng ta ở cấp độ thể chất của chúng ta tất cả những gì chúng ta thấy là sự khác biệt về thể chất của chúng ta khi chúng ta phát triển ý thức về tâm linh chúng ta kinh nghiệm rằng cùng một ánh sáng ở trong mỗi người tất cả chúng ta đều thống nhất ở cấp độ tâm hồn khi đạt đến mức độ nhận thức đó chúng ta bắt đầu xem tất cả chúng sinh là một gia đình lớn của đấng tạo hóa chúng ta không còn phân biệt giữa mọi người dựa trên hình thức bên ngoài chúng ta bắt đầu đối xử với tất cả mọi người bằng tình yêu thương và sự tôn trọng bởi vì chúng ta biết cốt lõi của họ là cùng một bản chất mà chúng ta được tạo ra phúc lạc cũng là một đặc điểm của tâm thức tâm linh đó là một trạng thái xuất thần và vui vẻ thuần túy nếu chúng ta nghĩ về niềm hạnh phúc lớn nhất mà chúng ta có thể trải nghiệm trên thế giới này thì niềm vui đó chỉ là một phần nhỏ của niềm vui mà chúng ta trải nghiệm khi chúng ta hòa vào đại dương tâm thức. Không có từ nào thích hợp để mô tả niềm hạnh phúc. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ở cấp độ của chúng ta sẽ như thế nào khi nhân niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng ta lên một triệu lần. Hạnh phúc hoàn toàn là của chúng ta khi chúng ta đi vào trạng thái ý thức tâm linh. Chúng ta cũng mang lại niềm hạnh phúc đó khi sự chú ý của chúng ta trở lại với ý thức vật lý như vậy có thể vượt qua thời gian thử thách và khổ nạn ở cấp độ thể chất trong khi linh hồn đang trải qua hạnh phúc bên trong niềm hạnh phúc mà chúng ta trải nghiệm từ việc hòa nhập với đại dương của ý thức tâm linh sẽ ở lại với chúng ta để chống chọi với bão của cuộc đời và làm thế nào để đạt được ý thức tâm linh chúng ta có thể đạt được ý thức tâm linh bằng cách tập trung sự chú ý vào bên trong thông qua một quá trình gọi là thiền định. Thông qua thiền định, chúng ta tiếp xúc với bản chất thật của mình, linh hồn của chúng ta và khám phá ra rằng nó là một với vũ trụ, nguồn tình yêu thiên nhiên. Sau đó, chúng ta sẽ tìm thấy tất cả các kho báu của thần thánh có sẵn cho chúng ta. Chúng ta sẽ đạt được tất cả ý thức chúng ta sẽ thấy mình không còn sợ hãi chúng ta sẽ đạt được cảm giác hợp nhất với tất cả tình yêu chúng ta sẽ trải nghiệm hòa bình và hạnh phúc cũng như đại dương đã ở đó cho mọi người ở mọi thời đại đại dương tâm linh của tình yêu cũng đang chờ đợi chúng ta bên trong thiền định là bước đầu tiên để tiếp cận với ý thức tâm linh của chúng ta rèn luyện về sức khỏe tinh thần là một điều thiết yếu vì sức khỏe tinh thần liên quan đến các giá trị niềm tin và mục đích của một người nên nó có thể đạt được theo nhiều cách cả về thể chất và tinh thần đầu tiên khám phá cốt lõi tinh thần của bạn bằng cách khám phá cốt lõi tinh thần của mình bạn chỉ đơn giản là đặt câu hỏi cho bản thân về con người bạn và ý nghĩa của bạn hãy tự hỏi tôi là ai mục đích của tôi là gì điều gì tôi coi trọng nhất những câu hỏi này sẽ dẫn bạn đến con đường nơi bạn sẽ suy nghĩ sâu hơn về bản thân và cho phép bạn nhận thấy những điều về bản thân sẽ giúp bạn đạt được thành tựu tìm kiếm những ý nghĩa sâu sắc hơn tìm kiếm ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống của bạn và phân tích các mô hình xảy ra sẽ giúp bạn thấy rằng bạn có quyền kiểm soát số phận của mình nhận thức được điều này có thể giúp bạn đạt được cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh thể hiện những gì trong đầu sẽ giúp bạn duy trì một tâm trí tập trung sau một ngày dài hoặc một sự kiện quan trọng bạn có thể cảm thấy bối rối và không thể hiểu được cảm xúc của mình bằng cách viết ra những suy nghĩ của mình bạn có thể suy nghĩ rõ ràng hơn và tiến lên phía trước thực hành yoga là một kỹ thuật thể chất có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn bằng cách cảm giác căng thẳng về cảm xúc và thể chất trên tâm trí và cơ thể của bạn yoga được dạy ở các tất cả các cấp độ khác nhau và có thể giúp giảm căng thẳng tăng cường hệ thống miễn dịch giảm huyết áp cũng như giảm lo lắng trầm cảm mệt mỏi và mất ngủ dành thời gian cho bản thân để đi du lịch đến một nơi thoải mái hoặc một nơi nào đó mới có thể làm nên điều kỳ diệu cho tâm trí của bạn khi bạn ở một nơi mà tâm trí của bạn có thể tránh bị phân tâm và giúp bạn suy nghĩ và nghỉ ngơi bạn sẽ có mối liên hệ tốt hơn với chính mình điều này cho phép bạn loại bỏ các tác nhân gây căng thẳng và đặt tâm trí của bạn trên con đường đúng đắn cho sức khỏe tổng thể một số hoạt động nên tham gia khi du lịch có thể là tập thể dục thiền định hoặc thực hiện im lặng tạm thời chăm sóc cơ thể của bạn một cách tử tế khiến bạn cảm thấy hài lòng về bản thân để bạn có thể dễ dàng có những mối quan hệ lành mạnh hơn với những người khác bao gồm cả quyền năng cao hơn của bạn bản ngã cao hơn một khi bạn bắt đầu khỏe mạnh về thể chất bạn sẽ có xu hướng bắt đầu hành trình để trở nên khỏe mạnh về mặt tinh thần khi bạn trông đẹp bạn cảm thấy tốt và khi bạn cảm thấy tốt bạn có xu hướng làm điều tốt hơn suy nghĩ tích cực một khi bạn bắt đầu nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống của mình theo hướng tích cực bạn sẽ thấy mình có suy nghĩ khác và tập trung tâm trí của mình đến một nơi vui vẻ lành mạnh khi bạn loại bỏ sự tiêu cực và định hình lại cách bạn nghĩ về những điều và tình huống nhất định bạn sẽ nhận thấy bản thân thoải mái hơn cảm nhận năng lượng tự nhiên đến từ việc bao quanh bởi động vật không khí trong lành nước núi cây cối hoặc ánh nắng mặt trời tất cả những yếu tố này làm cho tính vô hình của quyền năng cao hơn có vẻ thực tế hơn bởi vì việc tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của thiên nhiên khiến chúng ta không thể phủ nhận rằng có thứ gì đó to lớn hơn con người là một phần của sự sáng tạo của họ quyền năng cao hơn của bạn là quan niệm của riêng bạn giống như lời cầu nguyện cũng có thể được phù hợp với quan niệm của riêng bạn bạn có thể bắt đầu bằng việc gửi những rung cảm tốt đẹp vào vũ trụ bằng cách biết ơn khi nhìn thấy một bông hoa đẹp hoặc nghe một lời tử tế cầu nguyện có thể là bất cứ điều gì bạn làm để bạn cảm thấy hài lòng về bản thân hoặc mối quan hệ của bạn với quyền năng cao hơn của bạn nói lời cảm ơn cầu mong chữa lành cho người bị bệnh hoặc đơn giản là kết nối sự giúp đỡ từ quyền năng cao hơn của bạn khi bạn cảm thấy tuyệt vọng đều là những điều có thể được coi là cầu nguyện không có quy tắc nào cho việc cầu nguyện bởi vì cầu nguyện là phương ngữ cá nhân của bạn với quyền năng cao hơn của bạn kết nối với sức mạnh cao hơn của bạn là tùy thuộc vào bạn vì không ai có thể làm điều đó cho bạn nếu bạn lo lắng rằng những cách này sẽ không hiệu quả với bạn hãy làm theo cách nào đó làm bất cứ điều gì cần thiết để cảm thấy tích cực và biết ơn mà một quyền lực cao hơn chắc chắn có thể giúp đỡ nếu bạn sẵn sàng và cởi mở với khả năng dành thời gian để thiền định, mặc dù quản lý thời gian và các công việc hàng ngày của bạn có thể khó khăn, nhưng điều quan trọng là bạn phải dành thời gian để kết nối với bản thân, cho dù vào buổi sáng khi thức dậy, trong giờ nghỉ trưa hay trước khi đi ngủ, hãy dành từ 5 đến 10 phút để thiền định mỗi ngày, kết hợp hòa giải và thư giãn vào lối sống của bạn sẽ giải phóng tâm trí của bạn và thúc đẩy mối quan hệ bền chặt hơn với sức khỏe tinh thần của bạn thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những thông tin hữu ích và nguồn năng lượng tích cực các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại